xin những người cứu độ. Chính đây là một cái tấm gương cho cả cái mặt trận. Ngày mùng 10 tháng 4 năm 1972. Những chiến sĩ thuộc trung đội Mai Quốc Ca được giao nhiệm vụ thọc sâu giữ chốt cầu Thạch Hãn, cắt đứt con đường bổ sung binh lực của địch, tạo điều kiện cho bộ đội ta tấn công tiêu diệt một số tiểu đoàn địch tại Đông Hà và Ái Tử, tỉnh Quảng Trị. Nhận lệnh thì là có một trung đội dân vệ bảo vệ an, nó bảo vệ cái cầu đó. Thì nhận lệnh là xuống tiêu diệt cái trung đội dân vệ bảo an đấy, xong là phá cầu Thạch Hãn, lần này cái cầu Quảng Trị bây giờ. Thì phá cầu xong là chốt cầu để chặn, tức là không cho địch từ thị xã Ái Tử lên cứu, từ xã Quảng Trị lên ứng cứu cho Ái Tử. Và đấy là nhận lệnh là tiểu đoàn 1 với tiểu đoàn 3 là kết hợp với pháo binh và xe tăng, tức là tiêu diệt cái căn cứ Ái Tử. Có phải là Vũ Ngọc Thành không? Vâng, đúng. Thế bây giờ tên là cái gì? Vũ Ngọc Thành. Ừ, bây giờ giờ thì... là Vũ Quang Thành. À, thì sao lại lộn xộn thế nhỉ? Thế là sau khi cháu trả ra đi học trung cấp kế hoạch thì đổi lại tên lót. Vâng, thế nên bây là... Bây giờ tôi nói với chú, cái thời kỳ mà đánh, có nhớ là cái thời kỳ đánh ở Quảng Trị năm 72 không? Mà cái trung đội Mai Quốc Ca, cái đêm mùng 9 sáng ngày mùng 10 là các ông chí vào, được nhận nhiệm vụ vào, giao nhiệm vụ là vào cắt cùng với tiểu đoàn là cắt cái đường của cái cầu Quảng Trị để bao vây, tạo điều kiện cho quân lực ta tiêu diệt toàn bộ cái Ái Tử và Đông Hà. Có đúng không, nhiệm vụ? Mà cái trung đội chú là trung đội nào, có đúng không? Vâng, thì cái tốp của em xuống là có 8 đồng chí. Em nhảy xuống, tức là cái dãy giao thông hào của bọn địch, thế nào sẵn cái giao thông hào cá nhân ở đằng sau trường có 1-2 triệu tượng là chiến đấu, coi như độc lập chiến đấu, mỗi anh mỗi hồng. Chú thử suy nghĩ lại, cái lúc các chú chiến đấu thì có kiên cường không? Có sợ địch không? Báo cáo với thủ trưởng là lúc đầu nó súng là có run thật. Nhưng mà do là lính mới bổ sung vào đánh trận đầu. Nhưng mà sau khi nổ súng được bắn vài loạt xong là không còn cái run sợ, không biết là cái gì hết. Đúng. Lúc đó xác định là chỉ có hy sinh. Đánh nhau với hắn thì hy sinh lúc nào không biết thật. Chứ không biết run là cái gì nữa. Đúng. Mà tai là u đặc hết, chả nghe cái gì. Pháo bắn rồi là xe chạy rồi máy bay đến quần chả nghe, lúc nó là đập tai đít tai luôn. Địch á là chở GMC, chở cứ một xe GMC lính rất nhiều, thì em riêng em là em bắn bọn ngồi trên GMC, nó chở phải đến mười mấy cái xe lính, thì chiến đấu đến trưa thì là hy sinh, tức là
anh Nghị trung đội phó hy sinh, anh Đức cũng hy sinh, còn anh Gió là trung liên anh cũng hy sinh, anh Vượng hy sinh. Lúc chiến đấu là anh Đức tiểu đội trưởng tiểu đội 4 là anh lao xuống hầm tôi, cái hầm cá nhân thì máu của anh Đức anh bị thương vào đầu, máu chảy tràn hòa lấy cái hầm cá nhân. Thì còn em với hai đồng chí nữa là đồng chí Thắng với đồng chí Tín, thì ba anh em bắt đầu rủ nhau rút. Thì chạy được một đoạn từ đằng sau trường ra đến hàng rào thì địch xả súng bắn theo, thì đồng chí Thắng với đồng chí Tín hy sinh luôn ở hàng rào. Sau khi ta đã giải phóng được toàn bộ cái vòng ngoài từ ngày mùng 30 tháng 3 cho đến mùng, thì là lúc bấy giờ toàn bộ cái vùng ngoài cho đến phía bắc cái sông Hiếu, thế rồi Cam Lộ bị giải phóng, bắc tây bắc của cái Phượng Hoàng đã giải phóng, thì ta cho rằng là địch nó bị hoang mang, có khả năng nó rút, cho nên ý định của ta là tiếp tục đánh bồi luôn một cái đợt nữa ở giữa, tức là sư đoàn 308 ấy là có nhiệm vụ tấn công vượt sông Thanh Hiếu, vượt sông đánh vào chiếm giải phóng cái Đông Hà. Cái thứ hai là sư đoàn 304 là từ hướng Tây dùng trung đoàn 24 đánh vào cái căn cứ Phượng Hoàng, và trung đoàn 9 của tôi lúc bây giờ tôi thì có nhiệm vụ một tiểu đoàn là tiểu đoàn 3 mà cầm chí này điều đánh cách cầu Quảng Trị, và một tiểu đoàn đánh vào cái cao điểm 21 Tây cái Ái Tử. Nhưng chúng ta khi mà đã xuất quân rồi, đã bắt đầu đánh rồi mới thấy sai lầm, cho nên mặt trận ra lệnh thôi dừng lại, rút ra phía sau để tiếp tục chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng các đồng chí đã chiến đấu rất là kiên cường để giữ cái cầu Quảng Trị, và mặc dù các đồng chí không biết là tiểu đoàn đã lui rồi đằng sau đâu, nhưng mà còn một trung đội, các đồng chí kiên quyết chiến đấu suốt một ngày. Và địch cái ngày hôm đó lần đầu là nó tấn công từ cái đường một độ khoảng một gần một tiểu đoàn đấy, nó đánh thẳng vào, thì cái chính cái trung đội chú là bị địch đánh đấy, và các đồng chí thương vong đến gần trưa, thương vong gần hết rồi. Đó, chúng tôi theo dõi cái tin của địch ấy, là nó điều thêm một cái tiểu đoàn theo cái đường sắt, nó đánh vào đầu cầu, và cuối cùng là nó hai mũi nó tiến công, là nó tấn công vào, cho nên anh em cuối cùng là hết đạn và hy sinh, đã phải dùng lưỡi lê và lựu đạn rồi bắn súng đánh nhau, hy sinh những người cuối cùng. Chính đây là một cái tấm gương cho cả cái mặt trận. Sau khi có cái trận đánh này thì mặt trận B5 đấy đã phát động một cái phong trào học tập trung đội Mai Quốc Ca tinh thần chiến đấu để kiên quyết chiến đấu tiêu diệt quân địch. Chính nó có tác động rất là lớn đối với toàn mặt trận. Sau cái ngày mùng 10 ấy, thì tiếp theo những ngày 28, 29 là các đơn vị đã đánh chiếm toàn bộ cái phía bắc cầu. Xong rồi cái ngày đêm ngày mùng 1 tháng 5 ấy, là tôi trực tiếp chỉ huy sang đánh chiếm cái thị xã Quảng Trị, và 4 giờ sáng ngày mùng 2 là chiếm được cái dinh địa và cắm cờ giải phóng hoàn toàn rồi. Còn chú thì đúng, trước rồi bọn tôi cứ tưởng chú cũng không chết rồi, cho nên không biết, về sau này mới phát hiện là được. Vâng, về quá trình mà tôi bị thương nặng á, tôi bò ra bờ sông, tôi phủ cổ là kín hết cả người. Thì đấy, từ trưa đến tối thì là tôi tỉnh dậy là tôi cựa người, thì không thấy cựa, tôi chắc hy sinh lúc đấy, tức là người cứng đơ hết cả, không cựa được. Có nghĩ trong đầu mấy tiếng là mẹ ơi còn chết, xác định là chết trong bụi, trong cái bờ dứa của bọn của dân họ trồng ngô đó. Rồi sau đó là cựa quại mái, sau lại ra được khối bụi dứa rồi, thì do vết thương nó ra máu nhiều mà khát nước cả ngày của đó là tối là bắt đầu tôi xác định đường để bò ra ngoài rừng, tức là rừng là cứ của mình mà, đó là xuống đồng bằng, xuống vùng địch rồi,
vùng địch rất sâu, so với trên rừng xuống là phải tầm phải 6-7 cây số rồi. Tôi có cái khát nước quá thì tôi lững thững là đi lại một cái hồ, hắn như cái ao cái chum đó, lại để vục nước uống. Thì có hai tên lính ngụy gác ở đó, thế là có ai đứng lại, nó nào phát hiện ra địch cái là tôi ù té chạy vào trong cái bìa làng. Nó nào là khát nước quá, nó nào ý, tôi lái làm hai cống nước đó là tôi vục xuống đó. Chứ tôi tỉnh dậy cái là nhà cửa cánh, bắt đầu tôi tìm mọi cách để tôi vào trong nhà đấy. Ngoài trời thì là pháo sáng của địch đến sáng trưng đi, nhưng vào trong nhà là không có gì hết. Bắt đầu sáng đến là lính ngụy vây quanh nhà, kín nhà. Đó là hô hoán là Việt Cộng ra hàng, sống thì chống thì chết. Lúc đó mình súng ống không quản cái gì nữa. Xác định là chết, chứ thật là không xác định là địch mất bát hắn để lại không? Chắc là hắn sẽ tiêu diệt. Nó vào bắt đầu là không còn súng đạn, như bắt đầu nó lôi ra là đưa nhốt vào trong cái chuồng cọp ở ngay đường một đó. Thì đến chiều là hắn hồi cung sơ thì là do tôi bị thương nặng nữa là đưa vào trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương Huế đến hắn mổ vết thương. Lúc bị thương là bị vào ruột, phòi cả phân ra đằng hông, là đưa vào viện Nguyễn Tri Phương Huế. Mổ vết thương, mổ xong là điều trị đó một thời gian. Đến khi vết thương mà hắn tương đối khỏi, chuẩn bị khỏi rồi, thì bọn hắn lấy đưa vào trong lao Bạch Đằng ở trong Sài Gòn, thằng Mỹ Hội Cung. Thì đúng là thằng Mỹ Hội Cung thì là mình là lính mới thôi, cho nên là hắn hỏi cũng hỏi vơ vẩn đó mà. Họ tên, quê quán, đơn vị, rồi huấn luyện những cái chiến thuật gì, rồi có sợ bom B-52 hay sợ pháo giàn hay là sợ cái gì, hắn hỏi, thằng Mỹ hỏi đó. Nhưng mà có phiên dịch là bọn lính ngụy, hôm thì con gái, hôm thì con trai. Thế thì hắn hỏi cùng đâu một tuần, xong là giam ở trong đấy 2 tháng ở trong lao Bạch Đằng. Rồi sau bắt đầu là hắn trả lại trại giam Nôn Nước Đà Nẵng, ra nó ở chân núi Sơn Trà, tức là gom số anh em lính của vùng chiến thuật 1 bị bắt ở chân núi Sơn Trà, đủ một chuyến bay khoảng 6-70 anh. Bắt đầu là hắn trở ra sân bay Đà Nẵng, trở ra trại giam Phú Quốc, giam ngoài Phú Quốc. Thì giam từ tháng 9 năm 72 đến tháng 3 năm 73 thì được trao trả tù bình tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Người chiến sĩ kiên cường Vũ Ngọc Thành tiếp tục lên đường tìm kiếm đồng đội, những người đồng chí đã ngã xuống trong một trận chiến không cần sức. Và một câu chuyện hy hữu đã xảy ra. Cuối năm 72 thì bố mất, mà gia đình có hai chị em, chị gái thì đi lấy chồng rồi, còn hai ông bà thì tôi đi lính xong là ông bố mất, cho nên địa phương họ mới trầm cái giấy báo tử lại. Thì sau đó trao trả ra là tôi về, tôi viết thư về là chính sách của xã trả cái giấy báo tử cho phòng lao động thương binh xã hội của huyện. Thì anh Thịnh đây là anh trai anh Vượng á, là cùng quê ở đây. Anh có nghe nói, tức là tôi chiến đấu với em trai anh. Thì tháng 6 năm 96, tức là gia đình anh Thịnh có nhờ tôi, tức là vào trong đó tìm mộ cho em trai anh Thịnh. Thì vào trong quá trình vào thì gặp các đồng chí cán bộ địa phương trước đây. Thì các đồng chí bảo là cái trung đội đó hy sinh không biết tên anh nào hết,
19 ngôi mộ đầu tiên là chôn ở rìa cái rạch, là chuyển toàn bộ cái số mộ của trung đội Mai Quốc Ca đó lên nghĩa trang Ái Tử, nghĩa trang của huyện Triệu Phong. Nhưng mà đưa lên đó là 19 ngôi mộ đó vẫn để nguyên, tức là một dãy dài từ đầu đến cuối là mộ, là mang tên đề là, tôi vào đó là mộ đề là mộ liệt sĩ trung đội Mai Quốc Ca, chứ không ai nào có tên hết. À, cũng thấy một cái đơn vị Mai Quốc Ca đó, nhưng mà hy sinh trước, hy sinh sau trên địa bàn Quảng Trị, bởi vì cái chiến dịch lúc đó là tung lúng đó. Bởi vì đây là không biết đơn vị, không biết tên tuổi cho đó, cho nên mà biết cái trận này là những đồng chí này, à, mà sau này á, sẽ tìm ra. Thì 15 cái ngôi mộ là có tên, thì trong đó có là có ngôi mộ anh Nguyễn Văn Vượng là em trai anh Thịnh. Cho nên là khi vào là thấy mộ của mình thì cũng giật mình nhé. Mình còn đang sống đây, là mộ mình nằm đây. Nhưng mà cái này là do cái sự nhầm lẫn. Anh ấy vẫn còn sống, nhưng lại có mộ. Được biết rằng khi chiến đấu thì anh có cái xanh tươi lông, có cái bi đông. Lúc mà chiến đấu xong thì nặng quá, anh ấy vứt lại. Thì anh Đức, Phan Văn Đức là người chiến đấu mà chết tại đó, thì chắc người ta tưởng đó là Vũ Ngọc Thành. Trong chiến tranh, Thiếu tá Nguyễn Trọng Hải là người chịu trách nhiệm ghi tên chiến sĩ ra mặt trận, và cũng là người không biết bao lần đau xót gạch tên những người đồng chí đồng đội của mình khi họ ngã xuống. Đau đáu với việc trả lại đúng tên cho đồng đội, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Hải đã dày công tìm kiếm thông tin liệt sĩ trung đội Mai Quốc Ca bằng nhiều hình thức. Việc này rất là đau xót. Mỗi một lần chiến đấu xong, hành quân ra Bắc, chúng tôi gọi là cơm Bắc giặc Nam, để ra củng cố, bổ sung quân số, vũ khí, đạn dược và huấn luyện để đến mùa khô lại vào tiếp tục chiến đấu. Thì thường xuyên là chúng tôi phải làm cái động tác đó, tức là phải bổ sung danh sách, phải gạch tên những người đã hy sinh. Và cái những người hy sinh đó chất dày lên từng năm một, từ mậu thân 68 cho đến 69 70 72, đặc biệt là năm 72. Sau nhiều lần chúng tôi lên sư đoàn ấy, để tìm cái danh sách liệt sĩ của trung đội Mai Quốc Ca, thì đều được trả lời là không có ai là Mai Quốc Ca, là một cán bộ quân lực, người trực tiếp ghi danh sách những liệt sĩ đó, khẳng định rằng có liệt sĩ đơn vị Mai Quốc Ca. Tôi có đề nghị chính ủy với sư đoàn trưởng để tôi tự tôi cùng với chính sách lần tìm, và tôi xác định là hôm nay tôi lên là tôi ở lại đây, khi nào tôi tìm được thì tôi mới về, và được chấp nhận. Thì tôi yêu cầu chính sách đưa hết tất cả danh sách liệt sĩ của cả sư đoàn banh tư ra, và tôi nhặt ra danh sách liệt sĩ của trung đoàn 9, thì có ngay tức khắc một quyển 720 liệt sĩ hy sinh năm 1972 do chúng tôi lập, và xếp theo thứ tự đại đội, tiểu đoàn, và tôi lật luôn trang đại đội 11 ra, có luôn đại đội phó Nguyễn Văn Thỏa và các liệt sĩ của trung đội Mai Quốc Ca. Và tôi có làm một cái bản coi như một công văn để gửi cho các tỉnh có liên quan để tìm kiếm cái danh sách
liệt sĩ này. Và người đầu tiên là tôi đi tìm là Vũ Ngọc Thành. Và được biết rằng anh này là có bị thương, bị bắt và mất một ngón tay, hỏng một mắt. Khi tôi lần tìm về đến đây thì tôi vào đúng nhà phó chủ tịch của huyện, cũng là người nhà của Vũ Ngọc Thành, thì khẳng định là Thành còn sống. Cho nên khi người ta nhận nhiệm vụ từ người chiến sĩ như các anh này đến tướng chỉ huy người chỉ huy, chỉ nghĩ đến cái chuyện tức là làm thế nào hoàn thành cái nhiệm vụ được trên giao cho, thì đấy là cái, cho nên không nghĩ đến cái hy sinh đâu. Cho nên ngay khi cán bộ chúng tôi cũng phải đi trực tiếp với anh em thì mình không. Nhưng có một cái điều đối với những người cán bộ, những người chỉ huy thì nghĩ thế này: thắng lợi nhưng làm thế nào thương vong ít nhất. Nếu mà thắng mà thương vong nhiều tức là nó chưa toàn vẹn. Đấy, suy nghĩ của những người chỉ huy là như thế đấy. Và với trách nhiệm của mình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy và cựu chiến binh Thiếu tá Nguyễn Trọng Hải đã thay mặt trung đoàn quyết tìm kiếm mọi nguồn dữ liệu thông tin để trả lại tên cho các liệt sĩ trung đội Mai Quốc Ca. Thôi thì vào lần đầu tiên, anh chị phải chịu khó, giữ gìn sức khỏe nhá. Phải vượt trên 100 tuổi đi. Thôi thì theo chị là quyết tâm là... Việc đầu tiên họ làm là trở lại chiến trường năm xưa và tìm đến những người dân đã trực tiếp đấu tranh lượm xác các chiến sĩ về chôn cất. Ghi là liệt sĩ sư đoàn 34. Thì đơn vị đánh vào đầu cầu Quảng Trị, bây giờ các đồng chí gọi là Mai Quốc Ca đó, thì từ địa phương của chúng tôi, nhân dân ở đây là từ khi mai táng và đến khi quy tập vào nghĩa trang và kiện nghĩa trang lên của chủ thường đấy và chuyển ra xã, thì phải nói là địa phương ở đây là bảo đảm được cái nguyên vẹn như vậy. Bên cạnh đó, một cuộc hành trình giải mã ADN đã diễn ra. Là cái trung đội Mai Quốc Ca anh hùng của trung đoàn 9 trong chiến dịch 72 để mà chôn cất và đã di chuyển 3 lần cho đến cái chỗ cuối cùng ấy là ở Nghĩa Trang huyện Quỳnh Phong. Không biết tên là ai cả. Bởi vì lúc ấy có họ ở đây quê quán của Mai Quốc Ca. Thì có thể phân tích giúp các anh. Vâng. Và cũng đây là cái việc và nhiệm vụ của chúng tôi đã ký với Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Vâng. Sẽ triển khai thử nghiệm. Vâng. Chúng tôi đã chuyển giao công nghệ này cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Công nghệ mới, phân tích gen thế hệ mới. Thì tôi sẽ áp dụng vào. Thì ở đây... từ khi mà anh Hải đến đặt vấn đề thì chúng tôi đề nghị là Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho phép lấy mẫu và mang mẫu đến đây
rồi anh Hải cùng với Bộ Lao động Thương binh Xã hội đi đến các cái thân nhân gia đình liệt sĩ theo các cái giấy tờ đấy để lấy mẫu thân nhân và đưa về đây cho chúng tôi phân tích. Thì khi mà có mẫu thì chúng tôi sẽ phân tích. Thì phân tích ở đây nó sẽ tạo thành hai cái nguồn dữ liệu thân nhân các liệt sĩ và nguồn dữ liệu các cái bộ hải cốt liệt sĩ. Sau đó các cái trình tự gen như vậy lắp ráp lại, so sánh lại để tìm ra hài cốt nào thuộc về gia đình thân nhân nào. Làm đi, làm lại, làm sao để cho nó bảo đảm cái độ chính xác cao nhất có thể. Khi mẫu hài cốt mà nó còn cứng thì có thể thu nhận được cái vật liệu di truyền ở đấy tốt. Cái mẫu hài cốt đấy nó mủn thì rất khó để lấy mẫu phân tích. Nhưng ở Việt Nam chúng ta biết rằng có những cái nơi, những vùng mà khi an táng chỉ 3 năm sau là gần như không còn cốt. Thì cái chuyện đấy cho nên nó cực kỳ phụ thuộc vào cái vị trí an táng và cái cách an táng để mà có thể thu nhận được cái ADN. Cái trường hợp của Magoka thì phần lớn là lấy mẫu xương và răng. Thì về đây nói chung là chúng tôi cũng đã cố gắng để thu nhận được, thì cũng đảm bảo cái lượng ADN đủ cho cái phân tích. Kết quả sau khoảng 6 tháng thì toàn bộ cái phân tích có thể xong được và có cái lắp ráp phân tích ban đầu. Riêng trong trường hợp phân tích cái trung đội Mai Quốc Ca này thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái trung đội anh hùng. Thật sự là như vậy, khi người ta được giao nhiệm vụ để bảo vệ một cái vị trí then chốt mà lực lượng thì rất là mỏng, mà người ta đã chiến đấu hy sinh đến người cuối cùng vì để hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc xương máu, không nghĩ đến cái cuộc sống cá nhân, thì tôi nghĩ rằng đây xứng đáng phải được truy tặng anh hùng. Giải mã thành công đã đem đến niềm vui dâng trào nước mắt đối với tất thảy những người trong cuộc. Điều ý nghĩa này đã làm vơi đi nỗi khắc khoải của mẹ, làm cho những người đồng đội an lòng. Các anh, những người con dũng cảm, trung kiên, luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tạc dạ ghi công. Và trung đội cảm tử trên cầu Thạch Hãn luôn sống mãi trong lòng nhân dân. Vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta.